Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Thế Giới Đầu Câu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu cần đánh cá tra bạo lực mà shop mình mới về. Với một mẫu cần mà nó có cái ngoại hình như vậy thì mức giá của nó cũng khá là mềm ha. Dưới 1 triệu thì mọi người có thể dễ dàng mua được. Cái tạo quan bên ngoài thì cái cần này có màu phối hợp giữa màu đen và màu xanh dương, rất là thể thao cho mọi người ha. Cần hai khúc thì bên mình có hai size, đó là 3m15 và 3m, để mọi người tùy lựa chọn ha. Thì trước mắt đây là một cái cần 3m15, thì mình cùng đi vào chi tiết cái sản phẩm này ha. Thứ nhất là phần đầu cần đây, phần này thì làm bằng cao su, còn phần này là làm bằng mút xốp, thì cầm rất là chắc tay, nó sẽ không bị trơn trượt lúc mà mọi người kéo cá. Tiếp theo là cái phần bát của cái nó ha. Đây. Kiểu dáng nó rất là thể thao cho anh em câu cá luôn. Đây, phía trên là màu xanh, thì cái màu này nó rất là đẹp, màu xanh xanh trong luôn á. Cái cần này thì mọi người thấy đấy là nó làm bằng chất liệu là carbon này. Chi tiết hơn về cái khoen này, đó, khoen này là khoen cánh bướm. Cái đầu. Cái khúc còn lại của cái cần này đây. Cái đọt của nó cũng là đọt 4 ly nha mọi người. Đây. Thì cái cần này đó là với mức giá chỉ với dưới 1 triệu nhưng mà nó có thể đánh tra rất là bạo lực, bởi vì nó tải cá được dưới 20 kg và tải mồi là từ 120g tới 240g ha mọi người. Đó. Được. Mọi người cùng xem chi tiết ha. Bây giờ thì mình sẽ test cho mọi người xem cái độ cứng của cái cần này ha. Đây là cái cần sau khi mình lắp hai khúc vào nhau ha, thì mình sẽ test cho mọi người xem là cái cần này có độ cứng như thế nào ha. Thì mọi người thấy cái cần này cong nhưng mà tải vẫn nó rất là ok ha.